Tiếng Nhật chuyên ngành IT, check! Nếu mà bạn nào đã và đang làm trong lĩnh vực IT, tiếng Nhật chuyên ngành thì các bạn sẽ thấy là người ta phiên âm từ tiếng Anh sang tiếng Nhật dưới dạng viết là katakana, được sử dụng rất là rộng rãi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử check xem là chúng ta đã đọc đúng các cái từ mà hay sử dụng trong dự án IT phần mềm như sau hay chưa nhé. Chúng mình hãy nghe cô người Nhật nói và mình sẽ để một cái khoảnh khắc rất là nhỏ để giúp cho các bạn có thể shadowing lại và luyện tập theo nó. Chúng mình có thể nghe đi nghe lại nhiều lần để luyện tập và áp dụng nó vào trong dự án thực tế nhé. Bắt đầu nào. Image error feedback source code database local server application server backend server ロードバランサー、データベースサーバー。